Ê, cái này giao thông nha. Cái này giống như là hẹn mặc đồ trước vậy anh. Đèn xanh đèn đỏ. Ừ. Hà, có hẹn với anh Akira Phan không mà hôm nay mặc đồ nổi bật quá vậy? Anh Minh biết sao không? Sao? Em cảm thấy em rất là nhạt luôn, nên là em phải mặc áo này cho em nổi bật luôn. Nó đậm lên hả em? Nhưng mà nó có thay đổi được tình hình không em? Ai tới đây cũng nói mình nhạt hết trơn á, nhưng khi mà đụng chuyện rồi là thấy nhạt thiệt, là thấy nhạt thiệt, là thấy nhạt thiệt. Bé mơ này cái đáng yêu. Đó, duyên dáng cỡ này tí là mọi người phải để ý cô mơ này nghe chưa? Anh Akira Vàng, anh có thể chào mọi người bằng một câu hát nhẹ không ạ? Mùa đông không lạnh lắm nha. Đó, fan hâm mộ nên là đúng không? Em đang lạnh lắm nè. Đúng. Anh gặp em giữa trời đông, bút ra mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu. Hey yo. Em cười tươi như mặt trời cuối đông, nụ cười đó làm sao anh quên. Wow. Em đứng kế anh mà. Mà anh nhìn người ta anh hát. Em đứng kế anh mà, anh nhìn bên đó anh hát. Em đứng kế anh thì anh đã nhìn em kế anh thì anh đã nhìn thấy không? Hơi ấm cho em rồi, nhưng mà mấy bạn này, mấy bạn cũng nhìn anh mà nên anh phải nhìn lại. Anh cảm thấy sao giờ vậy anh Akira? Nhất đó là tôi thấy là cũng hợp lý, tại vì cô ấy mặc áo hai lớp rồi mùa đông không lạnh thì mới có cảm hứng được. Đúng rồi, mùa hè nó Hawaii thì làm sao mà người ta có cảm hứng, người ta nhìn em người ta hát được. Hà bây giờ thôi, lỡ Hà đang đứng cạnh anh có một bài nào về mùa hè không, tặng cho Hà luôn. Dạ thôi được rồi. Lần đầu gặp em trên phố, anh ngơ ngơ thẫn thờ như người ngủ mơ. Cái bài này hát tôi mơ luôn, cái bài ngủ mơ là hát tôi mơ. Cái bài không được Hà không? Anh. Không làm khó em, lâu lâu mới tới gặp ảnh mà. Ừ, nãy là Gia Gia Chương Nhi rồi mơ rồi, bây giờ Hà. Gió Đông Sơn Bạch Thu Hà đó anh. Ừ, Gió Đông Sơn Bạch Thu Hà. Lên xuống một câu giùm em ơi, xuống một câu xề. Anh không biết cái câu cái đó. Trời ơi, bơi xa cơ dắt tay cho về luôn. Rồi, dễ thương. Xin được giới thiệu người đẹp Phan Thị Mơ. Xin được giới thiệu Hoa hậu Dương Linh. Yeah. Và tiếp theo Hoa hậu Nhí Ngọc Anh. Trời ơi, dễ thương. Lên, nắm tay nhau lên luôn. Hey. Đẹp quá. Yeah, trời ơi. Và cuối cùng, mẫu hậu Minh Du. Mẫu hậu cố lên. Mẫu hậu đi kỹ không? À không, tại vì thấy khán giả đồ này kia nọ cái mình bị thích á, hay không, mắc cuồng lên á.